Với tinh thần từ bi cứu khổ của người con Phật, ngày 10 tháng 11 năm 2020 vừa qua, Phật giáo tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi và trao tặng quà với trị giá hơn 500 triệu đồng giúp bà con khắc phục bão lụt tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đoàn từ thiện Phật giáo tỉnh Ninh Thuận do Thượng tọa Thích Minh Tánh, Phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Ninh Sơn, trụ trì chùa Phổ Đà Sơn, huyện Thuận Nam làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức quý Phật tử Mạnh Thường Quân Tháp Tùng đã trao tặng 150 phần quà đến bà con bị ảnh hưởng bão lụt tại chùa Linh Bửu, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ và 150 phần quà tại xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước. Mỗi phần quà hơn 750.000 đồng bao gồm mì gói, mền, mùng và phong bì 450.000 tiền mặt, tổng trị giá 250 triệu đồng. Cùng ngày, đoàn từ thiện do Ni sư Thích Nữ Đức Hải, trưởng ban từ thiện xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Thuận làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi động viên bà con miền núi và trao tặng 250 phần quà tại xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam và 250 phần quà tại xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Đại diện đoàn ban từ thiện Phật giáo tỉnh Ninh Thuận, Ni sư Thích Nữ Đức Hải bày tỏ sự cảm thông chia sẻ trước những khó khăn mất mát của bà con. Cũng tại đây, Ni sư và chư tôn đức Phật tử đoàn từ thiện Phật giáo Ninh Thuận hướng dẫn bà con đồng tụng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhằm kết duyên với đạo và nguyện cầu cho mọi người được bình an. Đoàn ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh Ninh Thuận đã trao mỗi phần quà là phong bì 500.000 đồng tiền mặt, tổng trị giá 250 triệu đồng. Dịp này, chư tôn đức và quý Phật tử trong đoàn còn đến thăm cúng dường chùa Vĩnh Bình, chùa Linh Bửu, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, chùa Yên Sơn, thị trấn Công Đức, huyện Phước Sơn.